Sau khoảng như là khoảng 1 tuần sau á, 1 tuần hay là gần 2 tuần sau á, thì mình đánh giá là cái phân hữu cơ vi sinh này nó tác động đến cái lá sầu riêng, mà khi lá già, lá bung lụa hết và chuẩn bị già, nó chuẩn bị dài nha mọi người, chứ chưa có dài nha, hầu như là nó như thế này mà đây, nó hiệu quả nhất cho cái giai đoạn này nè. Em thấy nè ha, lá này chuẩn bị bung lụa nè, đó chuẩn bị bung lụa ha. Nhưng mà cái mình khi mình bón vô nó hiệu quả nhất và nó xanh nhất là những cái lá này ha, nó già, những cái lá này sẽ già đi đó, nó chuẩn bị bung lụa hết và nó chuẩn bị xanh như thế này nè, mình bón vô và nó cực kỳ hiệu quả nha. Những cái lá này mình trong thời gian này mình sẽ bón vô á, hữu cơ vi sinh của mình á, mình bón ha, thì cái giai đoạn này nó sẽ hiệu quả nhất nè, và nó hấp thu nhanh nhất và cái lá của nó xanh nhất và bóng nhất luôn. Cái giai đoạn này á, thì làm cho lá nhanh già hơn ha, đó. Thì cái giai đoạn nào cũng vậy hết trơn á. Thì sau khi mình bón á, thì cái cây của nó xanh và nó xanh đen á mọi người. Buổi sáng thì nó sẽ xanh bóng lắm, nguyên một ngày luôn á. Cái này thì nó không có bóng ha, tại vì do là mấy bữa gày nắng quá, mấy bữa nay mới được mưa bữa nay đó. Đó, thì mới gài nắng quá thì cái cây của nó bị nó cái đất của nó khô gan luôn mọi người ha. Thì cái lá nó cực kỳ xanh luôn ha, nó xanh và lúc đó thì nó sẽ bóng nữa, lá hiệu quả nhất luôn á. Rồi sau đó đi cơi nè, nhưng mà phân hữu cơ mình xài phân hữu cơ nó sẽ đi cơi chậm hơn nha mọi người, xài phân hữu cơ nó đi cơi chậm hơn là tại vì nó hấp thu chất dinh dưỡng từ 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 từ, từ ha. Đó. Nhưng mà mình cách mình bón á, nếu mà cho nó ra đồng loạt á, thì cũng dễ và cũng khó nữa, tại vì mình không có chuỗi, mình không có quan tâm về cái vấn đề là nó ra cơi đồng loạt một lượt một đâu, hay cây nào nó ra thì ra, cây nào không ra thì thôi thôi, chứ đâu cần là cho nó ra một lượt một đâu đó. Thì của mình nó như thế này nè, cho nó ra cơi bình thường, gãi cứ 1 tháng gãi 1 lần, 1 tháng gãi 1 lần ha. Thì nó cây nào ra cơi thì ra cơi, cây nào không ra cơi thì nó không ra cơi ha. Còn những cây mà nó bị bệnh vàng lá thối rễ hay là bị nấm bệnh gì đó thì cái cây nó sẽ không đi cơi luôn, và nhìn cái cây nó sẽ biết ngay cái cây đó sẽ bị bệnh đó, và mình sẽ khắc phục và điều trị. Thì mình có một cây nó bị vàng lá thối rễ, thì một lát mình sẽ có một cái clip, hoặc là mình sẽ quay một cái clip này luôn, là cái cây nó bị vàng lá thối rễ nha. Mình đào lên thì mình mới phát hiện ra, thì mình đã biết cái cây nó bị bệnh rồi, nhưng mà mình đào lên mình mới biết là cái cây nó bị vàng lá thối rễ ha, nó bị thối rễ cây đó. Ngay cái sầu riêng này là hai hai cây trên một mô nha mọi người đó. Thì cái cây này đợi được 10 tháng mấy, 11 tháng rồi đó, và một lượt chứ những cái cây đây luôn nè, anh em thấy nè, cây nó bự kinh khủng luôn á, anh em thấy không? Nó mình bón phân hữu cơ thì thấy nó đi chậm, rất là chậm, cực kỳ chậm, nó gắn ra cơ nhưng mà cực kỳ chậm. Phân hữu cơ này á, thì nó giúp cho cái cây của mình nó xanh lá, bóng lá và dày lá ha. Còn mà đi cơi đồng loạt á, thì phân hữu cơ mình thì nó mình nghĩ là nó không có ra cơi đồng loạt cho cái phân hữu cơ này đâu, thì nó cũng giúp một phần ở đó thôi chứ không phải là ấy đâu, tại vì cái phân hữu cơ này nó hấp thu rất là chậm. Thì mình chủ yếu là nếu mà các bạn cây lớn rồi đó, cây khoảng 1 năm đến 2 năm á, thì mình bón phân hóa học thì nó sẽ giúp cho cây mình ra cơi đồng loạt hơn và đều hơn ha, và nhanh hơn nữa đó, và nó dễ bị bệnh hơn nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái cây mà mình nói nó bị vàng lá thối rễ, nó bị thối rễ nha mọi người, thối rễ hầu như là thối rễ rất là nhiều. Em thấy cây hồi nãy là nó đi ra cơi trước rồi đó ha, cây đó đi gây cơi trước rồi đó, nó hai cây đó đi trước rồi, nó già rồi thì bắt đầu hai cây này chuẩn bị đi cơi đó, hai cây này chuẩn bị đi cơi thôi, nhưng mà cái cây này chuẩn bị đi thêm một cơi nữa nè, thấy không đó, bây giờ cây này nó mới chuẩn bị lụa thôi, nó đi chơi rất là chậm do bộ rễ nó yếu nha. Thì mình sẽ đi qua cái cây bên kia, cái gốc bên kia, cái gốc bên kia là nó có một cây là nó bị thối rễ, mình sẽ đi qua bển cho mọi người xem. Thì mình bấm đứng cái video này nha, mình đi qua bển, quay bển luôn. Mình đi qua góc bên đó đó, hồi nãy là mình đi ở trên đó ha, mình đi trên đó hai cây, trồng hai cây ngô trên đó, bây giờ mình đi xuống đây, giờ cây cũng nằm bên đây nè, giờ mình để sẽ đi qua đây mình cho các bạn xem cái cây nó bị thối rễ, ngay chứ chứ không có phần lá nha,
bị thối rễ. Thối rễ là mình nghĩ là do úng nước, tại vì khoảng 10 bữa trước á là mưa rất là chậm, rất là lớn và cả tuần lễ liên tục luôn. Rồi sau đó nắng. Đây. Đây nè, anh em thấy nè. Cái rễ nè. Cái rễ sầu riêng nè. Mình đã đào rồi mọi người. Đây nè. Mình đã đào lên nè. Đó. Nó bị vàng lá, nó bị thối rễ chứ không có bị vàng lá nha. Thì cái biểu hiện của bị thối rễ nó là như thế này nè. Đó, cái lá nó nè ha. Cái đọt nó đứng nè, sụng nè. Đó. Thì cái vấn đề này là mình sẽ nói hai vấn đề. Thứ nhất á là cái mô của mình nó thấp. Cái mô mình lúc trước là 1 mét, mình ỉ đất ở trên đây nó gò nên là mình trồng có 1 mét thôi, nhưng mà bây giờ sập xuống khoảng còn khoảng 5 tấc 6 tấc rồi mọi người. Đó, anh em thấy nè, đó cái mô rất là thấp, nếu tính ra khoảng cao hơn đầu gối mình tí xíu à. Đó ha, đó thì cái cây này lúc trước là nó bị bệnh. Thì đây nè, đây anh em thấy ha, đây là cái cây của nó, cái rễ của nó nè, rất là to, nó bự bằng ngón tay cái mình luôn á, mà nó bị bệnh thối rễ. Ha, nó bị thối rễ hết luôn nè, nó thối rễ và cây mạch dẫn ở trong cái cây cây nhá, cái trong nó bị thối luôn nè mọi người. Đó. Ha. Đó. Thì đây nè, đó, nó thối hết trơn luôn. Thì mình lại cái cây, cái những cái mô của nó nha mọi người. Đây, từ xuống đây là khoảng cái mấy gang tay ta, 1 gang 2 gang, vậy là 3 gang là đụng tới mặt đất rồi mọi người, tới mặt mô nha. 3 gang đụng tới mặt mô. Đây nè, cái mô, cái rễ của nó đây, nó thối hết trơn luôn mọi người ơi. Nè. Ha. Này. Thối hết luôn. Ha. Thối rễ hết luôn. Đó. Thối hết luôn rồi nè. Đây con rắn gì mà nó cái nó bóng hới, cái hàng nó bóng hới rồi mọi người. Bóng hới luôn á. Cái hàng nó bóng hới luôn, chắc rắn quá. Hàng này chắc hàng rắn quá, bị rắn. Nè các bạn nhìn nè. Đó, rễ nó thối hết trơn nè, nghe không? Cái rễ nó nè. Đó. Nó thối hết luôn rồi nè. Nó còn được khúc nè, trắng trắng nè. Còn khúc này thì nó thối luôn rồi. Khúc này là dưới nó thối hết rồi. Nè, cái rễ của nó thối nè. Đó, nè, thối hết luôn. Nhìn thấy á. Cái ghế này coi còn sống không? Chết luôn mọi người, cái ghế này chết luôn rồi. Cái ghế này tính ra là cái sau này nó sẽ thành cái nào mà à, nó chết luôn rồi. Thôi ghế à. Ghế bự trên nè, ghế bự trên nó cũng đi luôn rồi, còn còn được nè, hầu như là mép bên đây là nó bị thối hết, mình không biết nó bị cái gì luôn á, thối hết trơn luôn mọi người, thối hết trơn luôn, là chỉ có bên đây thôi nha, bên đây nó thối thôi, còn bên kia thì nó không có thối, bên kia thì rễ nó rất là nhiều, đây rễ tơ bên ở trên nó rất là nhiều, không phải rễ nào phải, mép bên đây nè rễ tơ nó rất là nhiều. Đây, hồi sớm mình đào lên thử nè, cái rễ tơ của nó nè. Cái rễ cám á nè, nó còn xanh nè, rất là nhiều luôn.